16 tuổi. Tại sao lại là con số 16? Bởi vì trung bình là trẻ sẽ có cái độ tuổi dậy thì từ 10 cho đến 16 tuổi, do là tuổi dậy thì càng ngày càng sớm hơn. Vậy thì sau 16 tuổi, khả năng tăng trưởng chiều cao của con sẽ không còn nữa hoặc là rất là ít, tùy theo mỗi cá nhân. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem, muốn tăng chiều cao cho con trước tuổi 16, hãy làm theo 3 cách dưới đây trong video ngày hôm nay nhé. Xin chào anh chị và các bạn, chào mừng anh chị đến với kênh YouTube của bác sĩ Vũ Đại Dương. Dành cho anh chị lần đầu tiên đến với kênh YouTube này, bác sĩ chuyên chia sẻ những kiến thức về dinh dưỡng và cách xây dựng một lối sống khỏe đẹp trên kênh của mình. Các video mới ra đời đặn vào mỗi 8 giờ tối thứ bảy hàng tuần. Và ngoài ra bác sĩ còn rất nhiều nền tảng khác như là fanpage, TikTok, Instagram và đặc biệt là website bacsivuđaiduong.com. Các anh chị hãy theo dõi tất cả những nền tảng này để nhận được những kiến thức hay nhất về dinh dưỡng mỗi ngày các bạn nhé. Và hãy quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay. Có những cách nào để có thể là tăng chiều cao cho con trước tuổi 16? Cách số 1, cách dễ nhất đó chính là giáo dục dinh dưỡng cho con và gia đình. Cái vấn đề tăng trưởng chiều cao thì ai cũng nghĩ ngay đến rồi. Muốn tăng chiều cao thì phải quan tâm đến dinh dưỡng. Chúng ta cần phải ăn những cái chất gì, có những cái danh sách chất nào cần phải bổ sung để tăng trưởng cái chiều cao cho con, dùng những chất đó như thế nào, bổ sung nó vào trong chế độ ăn thì mua cái thực phẩm gì, chế biến ra làm sao. Nếu như gia đình chúng ta quen ăn như thế này mà vẫn muốn bổ sung cái chất dinh dưỡng này thì phải mua thực phẩm gì, một thực phẩm chức năng gì để uống cho chính xác. Và tại sao con mình nói nó lại không nghe, hoặc là tại sao bố mẹ mình lại không mua cho mình những cái thứ này để chúng ta uống. Thì cái việc giáo dục dinh dưỡng là phải dành cho cả gia đình, bao gồm cả con là đối tượng được tăng chiều cao và cả cha mẹ là đối tượng muốn con mình tăng chiều cao. Hai đối tượng này chúng ta cần phải học cùng với nhau. Khi cả gia đình đều có kiến thức về dinh dưỡng thì cả bố cả mẹ và con đều có thể là phối hợp làm sao đạt được cái chiều cao tốt nhất cho con trước tuổi 16 các bạn nhé. Cách số 2, lên chế độ bổ sung dinh dưỡng chuẩn và hợp lý. Khi mà chúng ta đã học rồi, chúng ta đã có kiến thức rồi, bằng rất nhiều cách khác nhau rồi, thì chúng ta phải có một kế hoạch. Nó không phải là lý thuyết nữa mà nó sẽ thành một hành động. Hành động thì nó sẽ gồm những cái bước khác nhau. Vậy thì kế hoạch lên một cái chế độ bổ sung dinh dưỡng chuẩn và hợp lý như thế nào? Nó sẽ hợp lý ở trong, thứ nhất là khoảng ngân sách chi tiêu sinh hoạt phí của gia đình. Nó sẽ hợp lý bởi cách là cái văn hóa, ví dụ nhà mình sẽ ăn những cái món như thế này, như thế này. Vậy thì phải thêm những gì? Nó sẽ hợp lý khi nào? Khi mà có thêm những cái thực phẩm hoặc là cái lịch làm việc sinh hoạt của gia đình, ví dụ không thể nào ăn đúng giờ hoặc là giờ này con bận rộn ở trường không có thời gian thì phải ăn gì vừa nhanh mẹ vừa đầy đủ dinh dưỡng, thì đây chính là cái kế hoạch dinh dưỡng phù hợp với mỗi cá nhân khác nhau và mỗi gia đình khác nhau. Nó sẽ làm sao phù hợp với khẩu vị, nó phù hợp với túi tiền, phù hợp với văn hóa và lịch làm việc và phù hợp với cái chế độ dinh dưỡng ở độ tuổi đấy, thì các bạn cần phải lên một kế hoạch như thế. Bước tiếp theo đó chính là xây dựng lối sống chuẩn mực cho con từ sớm. Cái ngoài cái việc cái chế độ dinh dưỡng hợp lý để tăng trưởng chiều cao rồi, thì cái lối sống chuẩn mực cũng góp phần làm tăng chiều cao cho con, bao gồm cái giấc ngủ khoa học, các cái chế độ vận động thể lực hợp lý, môi trường sống và tăng cường sức đề kháng phòng chống bệnh tật. Thì tất cả những cái điều này chúng ta cần phải giáo dục cho con. Và may thay, tất cả những cái điều đó bác sĩ đang cố gắng chia sẻ thật nhiều những kiến thức về dinh dưỡng và cách xây dựng lối sống khỏe đẹp ở trên kênh của mình. Các bạn nhớ theo dõi đón xem, hoặc có những cái vấn đề nào mà thực sự cần thiết thì bạn hoàn toàn có thể nhắn tin cho bác sĩ. Ở cái phía dưới phần bình luận có ghi một cái đường link có thể nhắn tin trực tiếp của bác sĩ. Và đó là cái bước số 3. Khi các bạn đã có chế độ dinh dưỡng hợp lý và cái lối sống hợp lý thì không có một lý do gì mà con bạn không tăng trưởng chiều cao trước tuổi 16, đúng không nào? Vì vậy các bạn đừng bỏ lỡ cái thời gian vàng để tăng trưởng chiều cao cho con ở tuổi dậy thì các bạn nhé. Và vừa rồi đó là những kiến thức rất hay bác sĩ muốn chia sẻ trong tập này, và hy vọng đó là những kiến thức mà các bạn cảm thấy hữu ích và phù hợp. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên ấn vào cái nút like phía dưới cái màn hình điện thoại các bạn đang xem video này và bình luận cụm thứ gì đó, ví dụ như là cảm ơn bác sĩ hoặc là nhắn tin của bác sĩ qua cái phần đường link ở phía dưới phần bình luận. Và bác sĩ xin chân thành cảm ơn vì đó, vì nó sẽ giúp cho video này có nhiều người biết đến hơn. Và đừng quên rằng ấn vào nút đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được những video hay nhất về dinh dưỡng cho các bạn mỗi ngày các bạn nhé. Còn bây giờ, chúc bạn luôn khỏe đẹp tận tận hưởng cuộc sống mỗi ngày.